Ông này không nói còn mạnh hơn. Ông này đây, Stewart Goffman. Ông ấy nói, anyone, à thôi, có tiếng Việt đây rồi, sorry. Giáo sư Đại học Pennsylvania, giáo sư Đại học Chicago, giáo sư Đại học Calgary, rất nhiều đại học. Ông nói cái gì? Bất cứ ai nói với bạn rằng anh ta hoặc chị ta biết sự sống bắt đầu như thế nào khoảng 3,4 tỷ năm trước đây, thì cái người đấy ắt một là món đó là kẻ ngu, hai đó là bất lương. Không ai biết cái điều ấy cả. Quý vị nghĩ sao? Nếu cái ông này ông nói nhảm nhí, quý vị liên lạc với ông tại sao ông nói nhảm vậy? Quý vị nghĩ sao? Nếu cái ông này ông nói nhảm nhí, quý vị liên lạc với ông tại sao ông nói nhảm vậy? Thí dụ, tôi bảo tôi biết sự sống hình thành ra làm sao. Cái ông nói này thì ông bảo tôi là kẻ bất lương hoặc là kẻ ngu như thế không được. Tôi sẽ chiến đấu với ông. Nhưng mà muốn chiến đấu với ông thì phải nói lý luận khoa học. Còn vì lý luận thì gì? Lý luận thế nào? Có hai cách chứng minh. Một là logic. Logic của ông sai rồi. Logic định lý tôi theo nó bác bỏ rồi. Rồi là định luật Pasteur bác bỏ rồi. Rồi là định luật xác suất nó bác bỏ rồi. Rồi là định luật entropy nó bác bỏ. Tất cả các định luật nó đều bác bỏ không? Tức là về logic công học. Thứ hai là bây giờ không, logic công học nó phải chứng minh thực tế. Thực tế nó phải chế tạo ra sự sống. Đâu? Sự sống đâu? Không có. Thế nên cái thế nào? Thế này đành phải lờ cái ông này đi thôi. Tôi trích nhiều ý kiến của các nhà khoa học lắm. Tôi e rằng là đọc ra các quý vị sẽ mệt. Tôi chỉ đọc một hai cái chọn lọc thôi. Còn quý vị nào mà cảm thấy vấn đề này nó vui thú, cần cái tài liệu này tôi cung cấp luôn. Đây. Ông này, nhà sinh học đoạt giải Nobel năm 1978. Tên là gì đây? Werner Abel. Ông nói, mặc dù là một nhà sinh học, tôi phải thú nhận rằng tôi chẳng hiểu sự sống hình thành như thế nào cả. Cái ông một ông sinh học Nobel mà ông nói thế mà tôi lại dám vô ngực của tôi hiểu. Bây giờ chúng ta chỉ còn hơn nhau ở chỗ này nữa thôi. Chúng ta có trung thực không? Chúng ta có trung thực để nói ra cái sự thật này cho ví dụ các cháu học sinh ở nhà trường có biết không? Cha mẹ có trung thực để nói với con cái chuyện này không? Nếu chúng ta không biết thì chúng ta không có lỗi. Nếu sau khi hôm nay quý vị thấy tất cả những chuyện này là chuyện seriously, nghiêm túc, mà chúng ta lại không nói, ô thế thì học. Cái câu này dài nhưng mà nó hay quá, cho nên tôi buộc phải đọc. Đọc xong câu này tôi buồn ra riết. Quý vị hãy cố gắng theo dõi. Mặc dù có những tiến bộ sâu sắc trong sinh học phân tử, trong nửa thế kỷ trước, chúng ta vẫn không hiểu sự sống là gì. Mặc dù có những tiến bộ rất lớn trong sinh học phân tử, chúng ta vẫn không hiểu sự sống là gì. Nó liên quan đến thế giới vô sinh như thế nào? Và nó xuất hiện ra làm sao? Vâng, thật vậy, trong nửa thế kỷ qua, nỗ lực đáng kể đã được hướng vào việc cố gắng giải quyết các vấn đề cơ bản này. Nhưng cánh cổng đến miền đất hứa dường như xa vời hơn bao giờ hết, giống như một ảo vọng trên sa mạc. Đúng vào lúc những cây cọ lung linh trên đường chân trời báo hiệu ốc đảo dường như trở thành hiện thực, thì chúng lại biến mất một lần nữa. Đó, đây là sự thật. Đây là sự thật của lý thuyết nguồn gốc sự sống. Và cái câu nói này nó chua chát, nó buồn. Và đã đến lúc chúng ta phải kết luận. Vậy thì kết luận cái gì đây? Kết luận. Trước khi tôi nói đến kết luận của tôi xin mượn lời các nhà khoa học để kết luận. Ông này, David Baltimore. Ông này là một người chết rồi. À đây, có đoạt giải Nobel sinh học năm 1975. Những con người như thế này thì chúng ta không thể quay đường được. Ông nói, sinh học hiện đại là một khoa học về thông tin. Đây là cuộc khẳng định. Sinh học không còn phải là chuyện nghiên cứu cái chuyện con vật
nó thích nghi thế này, nó thích nghi thế nọ nữa. Chuyện đấy tầm thường quá rồi. Sinh học của ngày hôm nay là lý thuyết thông tin. Vì sao? Sự sống rõ ràng là một hiện tượng hóa học, không ai phủ nhận sự sống là một hiện tượng hóa học này. Nhưng đặc trưng phân biệt của nó không nằm trong những phản ứng hóa học. Thực ra bí mật của sự sống nằm trong những đặc trưng về thông tin. Một tổ chức sống là một hệ xử lý thông tin phức tạp. Vậy tôi có thể nói I am an information system. Tôi là một hệ thông tin. And you are the same. Vậy sao? Đây là một nhận thức mang tính chất cách mạng. Chúng ta khác hẳn, khác 100% với thế kỷ 20, hay là chính xác của thế kỷ 19, ở chỗ rằng chúng ta biết rằng ngày nay lý thuyết thông tin sẽ đem lại câu trả lời chung cuộc cho sinh học, cho nguồn gốc sự sống, chứ không phải chính bản thân sinh học nữa. Vậy sao? Cuốn sách này, The Nature Limits of Biological Change, tức là giới hạn của những biến đổi sinh học. Hôm qua cũng tại bàn tiệc có một người tuyên bố rằng sinh học nó thay đổi thế này, nó thay đổi thế kia. Có người khác nó bảo này, anh đang nói thế là anh nói ra giống Darwin rồi đấy. Cái người kia bảo không, tôi không nói Darwin, tôi nói là nó thay đổi chứ tôi có nói gì với Darwin đâu. Tôi hỗ trợ cái bản đó. Tôi bảo anh nói đúng, sinh học, sinh vật biến hóa chứ không tiến hóa. Change chứ không tiến hóa. Và thưa quý vị, cái chữ tiến hóa là người thế hệ sau đẻ ra. Bản thân ông Darwin cũng không gọi lý thuyết của ông là tiến hóa. Ông gọi lý thuyết của ông là transformism. Transformism tức là sự biến hình. Tức là cái con vật này nó biến hình thành cái con vật này. Và ông Darwin nghiên cứu của ông, thưa với quý vị, nó chỉ đơn giản có thế này thôi. Là ông thấy sinh vật nó có khả năng thay đổi để nó thích nghi. Từ cái con chim sẻ có con thì mỏ ngắn, có con thì mỏ dài. Ông mới suy đoán ra cái con mỏ ngắn là vì nó kiếm thức ăn ở cái chỗ nó nông. Cái con mỏ dài nó kiếm thức ăn ở cái chỗ sâu. Cho nên nó biến đổi để nó thích nghi. Thế thì cái điều ấy ông ấy nói ra thực ra từ người đời trước đã nói rồi. Nhưng đây mới là chỗ gọi là đóng góp của Darwin này. Darwin mới bắt đầu ngồi suy luận. Nếu thế thì sinh vật do thích nghi với môi trường nó sẽ biến đổi dần dần qua hàng trăm triệu năm. Nó biến con này thành con khác. Tức là loài này biến thành loài khác. Thì cái chỗ ấy là tưởng tượng 100% tuyệt đối, cho đến ngày hôm nay không có một cái bằng chứng nào để chứng minh rằng cái con này nó biến thành con khác, không có. Thí dụ quý vị nghe thông tin là vượn biến thành người và người ta đã tìm được bằng chứng vượn người thế này, vượn người thế nọ. Tôi xin với danh dự with quality of a man, với tư cách của một a scientist, với tư cách của một người làm khoa học, tôi xin tuyên bố rằng tất cả những thông tin nói rằng vượn biến thành người, bằng chứng này bằng chứng nọ, một nhầm lẫn, hai sai lầm, ba lừa đảo. Đã có những vụ lừa đảo được công bố công khai. Các quý vị nên dành một chút thời giờ để nghiên cứu về những cái vụ lừa đảo đó. Rồi, và bây giờ thì đến kết luận của tôi. Toàn bộ câu chuyện hôm nay nói cái gì? Toàn bộ câu chuyện hôm nay nói rằng sự sống là một phép màu, a miracle. Cái chữ phép màu của tôi nói ở đây chỉ muốn nói rằng nó là cái gì vô cùng kỳ diệu, chứ tôi không muốn nói là có ma có quỷ đâu. Tôi nói thế, phép màu đây chỉ nói là sự sống nó kỳ diệu lắm, nó kỳ diệu đến mức mà khoa học không giải thích nổi đâu. Lord Kelvin hoàn toàn đúng khi khẳng định rằng sự khoa học động lực không thể chứng minh nguồn gốc sự sống. Khoa học không thể chứng minh được. Đó là ý kiến của Lord Kelvin. Tôi chỉ nói hôm nay rằng Kelvin hoàn toàn đúng. Tại sao?
Kenvi đúng vì ý kiến của Kenvi được hỗ trợ bởi một loạt các lý thuyết khoa học sau đây. Một, định lý Gödel. Định lý Gödel nói rằng không có một hệ logic nào có thể chứng minh được nguồn gốc của mình. Vậy thì sinh học làm sao chứng minh được nguồn gốc của sinh học? Vật lý làm sao chứng minh được nguồn gốc của vũ trụ? Có một người nói là vật lý không thể chứng minh được nguồn gốc, vật không thể có một cái lý thuyết đầy đủ. Là ai? Quý vị có biết không? Là Stephen Hawking. Tôi đã dịch nguyên văn một bài của Stephen Hawking. Trong đó ông ấy nói rằng vật lý giống như toán học. Nếu toán học đã có những bài toán không thể chứng minh được thì vật lý cũng sẽ như vậy, bởi vì toán học là công cụ của vật lý. Toán học với vật lý nó là những khoa học chính xác nhất mà nó còn thế, huống chi những cái lĩnh vực mà kém chính xác hơn. Đó. Vậy sao? Lý do cơ bản thứ nhất là định lý Gödel nó bác bỏ lý thuyết về nguồn gốc của sống. Nó nói rằng không thể có một lý thuyết về nguồn gốc. Hai, lý thuyết phi tạo sinh, tức là lý thuyết nguồn gốc sự sống, trái với định luật tạo sinh. Định luật tạo sinh là định luật Pasteur khẳng định rồi. Bây giờ anh ra một cái định luật, anh ra một cái giả thuyết mà nó trái với cái định luật tạo sinh, vậy anh sai. Ba, định luật tạo sinh không thể nào chế tạo được axit amin thuận tay trái. Có khoảng 20-21 cái axit amin có trong tự nhiên, trong vũ trụ có khoảng 300 axit amin, nhưng chỉ có 21 axit amin phục vụ cho sự sống. Tức là sự sống chỉ dùng 21 axit amin và tất cả đều thuận tay trái. Bây giờ muốn chế tạo sự sống phải chế tạo được axit amin thuận tay trái, nhưng khoa học chế tạo ra luôn luôn là axit amin đối xứng, bất chứ không bất bất xứng, tức là vi phạm định luật bất xứng. Lý do thứ tư, lý thuyết nguồn gốc sự sống bị bác bỏ bởi toán học xác suất. Xác suất để sự sống hình thành ngẫu nhiên quá nhỏ, nhỏ hơn xác suất Boyle, cho nên chắc chắn không thể xảy ra. Năm, lý thuyết nguồn gốc sự sống bị bác bỏ bởi lý thuyết thông tin. Lý thuyết thông tin nói rằng sự sống là một cỗ máy thông tin, và cụ thể cái thông tin mà nó tạo ra sự sống đó là mã DNA. Vậy chừng nào bạn không biết cái mã DNA nó từ đâu mà ra, bạn không chỉ rõ được cái nguồn của nó, bạn không biết là ai sáng tạo ra cái nguồn mã DNA, chừng ấy bạn không thể giải thích được nguồn gốc sự sống. Chừng nào mà bạn không chế tạo được ra cái mã DNA, bạn không thể chế tạo được sự sống. Đó là lý thuyết thông tin. 6. Lý thuyết nguồn gốc sự sống trái với định luật entropy. Định luật entropy nói rằng trật tự càng ngày càng suy giảm, vô trật tự càng ngày càng tăng lên. Vậy trật tự càng ngày càng suy giảm là định luật entropy, trong khi định luật abiogenesis lại nói là trật tự tăng lên, tức là trái với định luật entropy. Và thứ 7, lý thuyết nguồn gốc sự sống là bất khả thi vì không thể nào khắc phục được nghịch lý con gà và quả trứng. Với 7 lý do khoa học nói trên cộng với trên thực tế thí nghiệm của nguồn gốc sự sống thất bại, tôi xin kết luận rằng lý thuyết abiogenesis, tức là lý thuyết nguồn gốc sự sống, là bất khả thi. Yeah. Có lẽ là trước khi Liên Hội phát biểu xin có một tôi cũng được trao đổi, muốn là dành một chút thảo luận này. Thì xin các bác là bây giờ mặc dù biết muộn rồi, nhưng mà xin bác nào có ý kiến gì với muốn tranh luận với phía diễn giả thì xin các thầy có ý kiến ạ. Tôi là Nguyễn Đình Cầu. Nguyễn Đình Cầu là một cái người và cũng như là anh Hưng á, là nhân sinh học amateur. Thế thì
có một kỷ niệm với anh Hưng cách đây vài tháng. Tôi đọc bài báo của anh nhá, và tôi viết một cái bài báo. Tôi viết một bài báo để công bố lên mạng. Nhưng tôi hỏi anh nhá, anh Hưng bảo thôi tôi không cống ạ. Thôi thôi, cái bài thì chưa đăng được. Và đã bị đăng lên được á, thì nó sẽ có cái trục trặc gì đấy. Anh Hưng có nhớ không? Đấy. Thế thì thực ra trong cái lĩnh vực mà sinh học có nhiều cái chuyện lạ lắm. Tôi chỉ nói là anh Hưng có nói đến cái bản thiết kế vĩ đại, cái quyển sách ở Việt Nam đã in ra rồi của Stephen Hawking. Các nhà sinh học nên là nếu như mà không đọc cần phải chuyển binh, tôi có thể giúp chuyển binh. Cái cấu tạo của con người gồm có như anh Hưng nói là phần vật chất, phần thông tin, nhưng tôi nói thẳng ra là vũ trụ và con người được cấu tạo từ vật chất và tâm linh. Trong cái tâm linh là gọi là thông tin. Và nếu như các bạn ở đây những ai đã đọc cái quyển Bàn Tay Ảnh Sáng của Brennan Barbara, một nhà khoa học Mỹ, để hiểu được những cái tầng hào quang của con người là thế nào, vân vân. Và cái thông tin vừa rồi á, thì tôi thấy có những cái chuyện mà liên quan đến sự sống, liên quan đến con người. Ở Việt Nam có một cái nhân vật mà là đã nổi tiếng thế giới là chị cái bà Hoàng Thị Thiệu, nổi tiếng thế giới về tất cả những chuyện đó. Nhận mời sang bên đó bảo vân vân và vân vân đã, càng kỳ lên để ý tìm hiểu. Thì đấy là tôi nói thông tin, một vài cái thông tin như thế đã. Thì cũng là cấu trúc cho nó vui như thôi. Chứ còn thì tôi cũng thắc mắc, cũng không phản bản cái bản thì anh Nhân vậy. Thì cảm ơn. Kính thưa giáo sư, kính thưa các quý vị của bạn ngồi đây, cho phép tôi thay mặt Liên Hiệp Hội nói lời cảm ơn đến giáo sư Phạm Việt Hưng có một cái buổi nói chuyện rất là thú vị và có thể gọi là hay, là vì có rất nhiều thông tin mà chúng ta hôm nay mới cập nhật, và có thể những cái mà thông tin chúng ta cập nhật chưa đủ thì hôm nay được khẳng định. Và thứ hai á, có một cái nguồn dẫn rất đồ sộ. Cái này nó khẳng định là với người nguyên bác như giáo sư đây mới có khả năng tham khảo rất nhiều sách của nước ngoài. Đấy là cái mà tôi cho là vừa là hay vừa là hấp dẫn. Và lời thứ hai tôi nói là cảm ơn tất cả các bác, các chị đã có mặt ngồi đây trong cái buổi hôm nay, mà từ đầu đến cuối mà tôi chưa thấy bao giờ có một cái cuộc ngồi im như thế khi báo cáo đông như vậy, và ngồi nghe rất thú vị. Thậm chí có người ghi chép được, có người chưa được ghi chép. Thế nhưng mà tôi thấy là những cái thông tin đó là rất tốt. Xin một lần nữa cảm ơn các quý vị đã có mặt ở đây, vừa ngồi lâu vừa chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn đồng chí. Kết thúc ở đây, xin chào các bạn.